Hôm nay mình sẽ chia sẻ cách luộc lòng làm sao cho trắng, giòn và ngon nhé. Mình sẽ chia sẻ cách luộc lòng lợn nhé, làm sao nó giòn để ngon và sơ chế cho nó rất là sạch mà nó vẫn giòn và ngon. Trước tiên các bạn chuẩn bị cho mình một cái nồi nước này. Các bạn sẽ cho lòng lợn vào, mình sẽ đun sôi nước lên. Nước nó sôi lên mình sẽ cho lòng lợn lợn vào mình luộc. Và bên cạnh chuẩn bị một bát nước và cho chanh hoặc quất này vào để khi mà mình trần lòng lợn xong mình cho vào luôn để lòng nó xe lại, nó trắng nó giòn nhé. Đây, ở đây là cái nồi nước này mình đang đun sôi thì mình sẽ cho một chút gừng vào cho nó đỡ mùi tanh. Còn bên này là một cái nồi nước lạnh, mình vắt chanh hoặc quất vào để khi mà trần lại lòng thì nó trắng nó giòn. Và một lưu ý khi mà trần cái lòng lần đầu là chúng ta chỉ trần nó chín khoảng 80 đến 90 độ. Và khi nước nó thật là sôi thì các bạn cho vào, các bạn trần từ 2 đến 3 phút và nó cho ngay ra cái ống nước lạnh. Và khi mà chọn lòng thì chúng ta chọn những phần lòng nó dày nhé, thì ăn nó sẽ ngon hơn. Và trần lòng lần đầu xong thì mình sẽ mang ra, mình sẽ xả nước lạnh vào, mình ken hay là mình tuôn lòng ấy, để cho lòng nó bớt bẩn nha các bạn, tuôn nhẹ nhàng thôi, đừng không để vỡ lòng là ăn nó sẽ không ngon. Các bạn lưu ý là phải nước thật là sôi nhé, mình thả lòng vào nhé, nhớ là trần từ 2 đến 3 phút thôi. Đây lòng này, chọn những bạn lòng này, rất là dày ngon nha, cứ mở vung như vậy, trần từ 2 đến 3 phút nó chín khoảng 80 đến 90% thôi thì nó mới ngon ạ. Rồi sau mình lại cần rửa lại và mình làm sạch lại các bạn, nó trần kỹ 5 phút thì nó sẽ lòng nó sẽ chín và nó sẽ không ngon ấy, thì khi mà mình trần lại để mình ăn ấy thì nó sẽ dai ấy. Đây, từ 2 đến 3 phút thôi. Rồi khi mà được 2 đến 3 phút rồi, các bạn thả ngay vào cái ấu nước lạnh bên cạnh cho mình. Vớt ra nhanh và thả ngay vào ấu nước lạnh cho mình. Các bạn nhìn đây, lòng rất là ngon luôn ạ. Đây, mình thả ngay vào ấu nước lạnh. Và bây giờ mình sẽ mang đi, mình xả nước lạnh vào và mình tuôn nhẹ lòng, tuôn khoảng 2 lần thì nó mới sạch được bên trong, như tuôn nhẹ nhé, nó vỡ là không ra gì đâu ạ. Đấy, rất là trắng ngon đúng không ạ? Đây là bí quyết của nhà hàng đấy, không cần cho phụ gia hay gì cả, lòng vẫn rất ngon. Ta sẽ ken lòng nhé, chúng ta ken lòng cho nó sạch. Để ken nó dễ hơn thì mình sẽ cắt lòng khoảng 2 đến 3 đoạn. Ken nhẹ. Thôi không là nó vỡ lòng nó sẽ không ngon, để cái nước bên trong nó ra bớt đi. Chúng ta kẹp hai cái tay chúng ta. Đấy, chúng ta ken nhẹ như thế, ken nhẹ nhàng thôi nhá. Để nó ra bớt cái nước bẩn đi. Và chúng ta đừng ken mạnh thì nó sẽ vỡ lòng, ăn sẽ không ra gì. Xong rồi mình sẽ thái miếng vừa ăn và rửa sạch lại nhẹ nhàng. Xả nước vào sạch nhẹ nhàng rồi mang đi mình luộc. Trần lòng chứ phải luộc lòng nữa. Bây giờ chỉ trần để ăn cho nó giòn đúng không? Ken nhẹ 2 lần thì nó mới sạch được nhé. Đấy, cứ nhẹ như vậy. Đấy, cái nước này nó sẽ ra, đấy, cái nước bẩn nó sẽ ra đấy. Chúng ta không cần phải xả nước trực tiếp vào bên trong, không nó sẽ làm cho lòng nó bị dai ấy. Chọn lòng non là ngon là những cái này, cái lòng mà nó dày nhé các bạn nhé. Và cái nước ở bên trong nó không bị đen, không bị vàng quá thì nó sẽ không bị đắng. Bây giờ mình sẽ ken lòng lần hai, nhẹ nhàng các bạn. Xong lần hai thì mình mang đi mình thái xong xả nước nhẹ vào để chúng ta sẽ trần lòng để ăn. Trần lòng các bạn, trần luôn một ít hành chúng ta ăn kèm. Đây, lần thứ hai các bạn cũng ken nhẹ rồi như vậy. Đấy, như này là nó sẽ hết, lần hai là nó sẽ hết luôn. Đây tiếp tục mình rửa sạch lại và mang đi thái. Ken được 2 lần rồi, bây giờ mình rửa sạch nhẹ nhàng không cho nó không bị ra. Rồi bây giờ mình sẽ đi thái luôn. Các bạn thái vừa ăn nhé, nhưng mà thái dài một chút để khi mà ăn ấy thì nó không bị ngắn quá. Các bạn thái cũng không dài quá vì mình đã trần rồi ấy, thì nó sẽ không bị co nhiều ấy, nên chúng ta không cần phải thái dài quá. Này, sau chúng ta cho vào, chúng ta rửa nhẹ nhàng thêm một lần nữa là được. Cứ thái như vậy đến hết nhé. Bây giờ chuẩn bị nồi nước để chúng ta luộc.
chúng ta trần nhẹ nhàng thì cho rửa. Tiếp đến các bạn ấy chuẩn bị cho mình một cái nồi nước nhé. Bình thì mình thích cái nồi nước này nó ngọt hơn một chút, mình cho thìa hạt lên vào. Nước nó sôi lên thì mình sẽ trần lòng. Sùng sục như này rồi nhé các bạn. Các bạn sẽ gấp lòng ra nhé. Chúng ta trần thành hai mẻ nhé, vì nó nhiều lòng như thế này, hai hoặc ba mẻ. Các bạn trần lòng nhanh nhé, trần nhanh thôi các bạn. Cho vài cái hành lá đây, chúng ta trần cùng như vậy. Chúng ta có thể là ăn luôn, cho đi ăn luôn, hoặc là cho vào cái bát rồi sau chúng ta cho một ít nước vào, thì lúc đấy cái lòng nó sẽ giữ được độ nóng, ăn được lâu hơn. Còn ăn trực tiếp ở trên nồi như này nó ngon nhất. Đây, chỉ cần nước nó sôi trở lại khoảng 1 phút là được. Như này lòng sẽ rất là giòn và ngon ạ. Rồi bây giờ mình sẽ khi nước nó sôi trở lại này, mình sẽ cho ra bát hoặc đĩa, chúng ta thưởng thức luôn. Ăn này chỉ cần chấm với nước mắm, tỏi, ớt, chanh thì cực kỳ ngon luôn, hoặc là mắm tôm. Bạn nào không ăn được mắm tôm thì mắm tỏi ớt. Rồi bây giờ mình sẽ cho ra đĩa nhé, và cho ra bát nhé. Và mình sẽ được một cái phần lòng bát hoặc đĩa đều được. Đấy ạ. Các bạn thấy không? Rất là ngon và giòn luôn. Mẻ này chúng ta cũng làm tương tự nha các bạn nhé. Cũng trần nó sôi nước lên là được. Vì nó chín rồi ấy. Chín được 70-80% rồi ấy. 80-90% rồi. Bây giờ chỉ cần trần cho nó nóng lên, nó xe lại. Cái nồi nước này nhá, mình cho một chút bột ngọt vào như này. Bạn nào ăn được cay cho ít hạt tiêu nữa vào thì nó sẽ rất là thơm luôn. Hoặc là tí nữa mình chấm sau. Và cái lòng này đã được rồi ấy, thì chúng ta thả luôn vào cái bát nước vừa lại. Đấy, mình sẽ vì mình trần làm hai mẻ mà. Và bây giờ chúng ta dội một ít nước vào. Ít nước lúc nãy chúng ta luộc ấy, này chúng ta dội vào. Đó. Thì ăn thì nó sẽ giữ được cái độ nóng ấy. Là mình sẽ xong được cái món lòng lợn này, luộc này. Ăn nóng luôn như này thì nó mới ngon nhé các bạn nhé. Đây là mình chia sẻ lại cho các bạn cùng làm với mình ấy. Đấy, ăn nó sẽ cực kỳ ngon luôn. Và giờ mình sẽ đi thưởng thức và dừng cái video này đây nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.